Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh của Thiện Harley. Hôm nay Thiện sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe đã qua sử dụng. Và đây là một mẫu xe huyền thoại của nhà Harley Davidson Fat Boy 2022, màu đặc biệt. Hai màu đó là Midnight Crimson và VV Black. Cùng tìm hiểu nha anh em. Fat Boy của Harley Davidson thì là một mẫu xe huyền thoại. Nó được gọi là popular, trở nên phổ biến hơn, nổi tiếng hơn nhờ vào cái hình ảnh của Arnold Schwarzenegger khi mà cưỡi chiếc xe Fat Boy này lao xuống một cái được con đường và có những cái chuyển cảnh rất là mượt mà ở trên chiếc xe này. Xe này thì xuất hiện ở trong bộ phim Kẻ Quỷ Diệt năm 1991. Hiện giờ ở trên Netflix nó đang có đó anh em, thì anh em có thể coi lại ha, để tìm hiểu về những cái mẫu đầu tiên của cái xe Fat Boy này. Thì Fat Boy thì nhiều anh em hỏi Thiện là tại sao gọi là Fat Boy mà không phải gọi là Skinny Boy hay là ốm Boy. Thì thật sự ra Fat Boy á có rất là nhiều cái nguồn gốc cái tên. Có người nói là do gọi là thù địch hay gì đó, nguồn gốc là Nhật Bản đánh bom hay là bom của Mỹ hay gì đó, thì thật ra những cái đó là nghĩ ra thôi anh em. Còn đúng hơn á, đúng mà chính xác theo như hãng á, thì Fat Boy có nghĩa là nó làm cái xe này, đặt tên cho cái xe này là tất cả các cái chiều ngang của xe nó to. Anh em camera quay ra đây nè, cái bình xăng nè anh em. Từ cái bình xăng tới cái đầu đèn ha, tới cái cặp phuộc, tới cái yên và đặc biệt là cái phần bánh. Đó, bánh này là bánh to, bánh béo. Đó, cho nên gọi Fat Boy thì cũng không sai ha. Đó, 240mm. Đây là một cái điểm mà anh em thích ở trên cái dòng xe Fat Boy này. Fat Boy á thì qua từng thời thì nó sẽ nâng cấp cái động cơ lên, nhưng mà hiện giờ là sở hữu khối động cơ Milwaukee A 114CI 1868cc và các chi tiết chrome ở trên xe cực kỳ là đẹp. Bình xăng to 18,9 lít. Và cái màu này á là cái màu chu tông, hai màu đặc biệt nhất của 2022. Mà theo như Thiện thấy thì ở toàn Việt Nam mình chỉ có khoảng 5 xe thôi anh em ha. Đúng là một bàn tay luôn á, 5 xe. Thì Thiện may mắn là đã bán được 2 chiếc. Thì chiếc xe này cũng là khách anh khách của Thiện luôn anh em. Thì hiện giờ ảnh đang có muốn đổi xe nên là để lại cái xe này với cái giá là như anh em đã thấy ở đây rồi ha, nó là 669 triệu cho một chiếc xe Fat Boy hai màu, mới chạy có 1.035 cây. Camera quay lại cái ô đô nè, 1.035 km nha anh em, không phải là mai nha. Đó, nhiều anh em mua xe lướt á, hay không để ý. Tại vì trên một chiếc Harley nó sẽ có hai cái đơn vị đổi ra là km với lại mile. Đó, ví dụ như 1.035 mile là nó khác nha, là nó phải hơn 2.000 mấy cây. Còn đây là 1.035 cây anh em ha. Thì xe này á, thì tổng thể là đẹp, tình trạng máy móc là chắc chắn là nghiêm chỉnh rồi, tại vì xe này là lịch sử hãng full check đầy đủ anh em ha. Và khách thì là của tất cả anh em ở đây đều biết. Xe này á, thì được dán là keo anh em ha. Thật ra cái keo này á, thì nó giúp cho anh em là chống xước nè, chống chạy chút xíu. Và nó bảo vệ được cái lớp sơn zin của xe. Rồi, xe thì thật ra nếu như á, mà nhìn từ xa á, anh em cảm giác như đây là một chiếc xe giống như xe mới vậy anh em ha. Nó không có giống như cảm giác không có gắn cái gì, giống như là xe đập thùng. Thì y chang như vậy anh em, xe siêu mới, siêu lướt luôn. Và phần âm thanh thì đã được móc bô ha. Thì nó cho ra cái âm thanh uy lực trầm ấm. Tại sao không thay bô mà lại chọn option là móc bô? Bởi vì sao anh chủ xe muốn giữ lại cái form bô zin này, nó rất là đẹp, nó đi hợp với lại cái xe. Có nhiều anh em thì sẽ chơi những cái bô giống như là nó ngầu hơn, như là Big Radius của Van Hai thì nó sẽ cong xuống như vậy, nó lộ được cái phần gấp này ở đây và cái bánh sau ở đây. Có những anh em chơi Van Hai Elevator 300 hay là Cobra hay là Shot, rất là nhiều option chơi. Nhưng mà sẵn ở đây thì Harley á, nếu như mà không có âm thanh á thì giống như anh em lái một cái cục sắt vô tri vậy anh em. Lúc nào cũng vậy hết. Bất cứ xe nào không riêng Harley, nhưng mà đặc biệt là Harley. Nếu như anh em chạy bô zin nha,
thì nhiều anh em nó sẽ có nhiều vấn đề, giống như anh em sợ là ồn ảnh hưởng người khác, hay là giật mình, hay là không muốn gây chú ý. Nhưng mà thật sự ra chạy một thời gian Bujin, anh em ai cũng thay bô hết. Harley là chắc chắn anh em phải chơi âm thanh, vì anh em yêu thích cái âm thanh và yêu thích thương hiệu mà. Nếu không có âm thanh thì nó rất là vô nghĩa. Và nếu như anh em chạy xe mà anh em nghe bô Jin ở trên cái xe này thì giống như là mình chạy một cục sắt, vô tri vậy anh em. Đó, thì điểm qua tiêu điểm của chiếc xe này thì đơn giản thôi, một chiếc xe full cruiser thuần classic, đẹp, chrome nhiều, bình xăng to, đó, bánh to, bàn để chân to, ngồi thoải mái, ghi đông hướng về người lái, thẳng lưng, đi đường đẹp, đi đường trường, ok, option tốt. Nhưng mà nếu như mà anh em mà đi đường hơi xấu một chút xíu ha, hay là anh em đi đường đèo thì nó hơi cực một chút xíu. Thật sự cái này là hiện chia sẻ thiệt. Vì sao? Vì cái lớp trước của nó là lớp to, bánh 160mm nha anh em. Đó, đây, bánh to, bánh trước rất là to ha. Và hiện giờ cái mâm này là cái mâm, để hiện coi coi, hình như là mâm 18, hình như mâm 18 inch đó anh em. Đó, rồi, đằng sau thì lớp 240 anh em ha. Đó, lớp 240 thì anh em thấy đi. Cái lớp sau này là một cái điểm để anh em độ rất là nhiều cái option ý tưởng, chẳng hạn như là anh em đưa cái biển số này qua đây để lộ ra được cái phần bánh sau ha, độ bumper nè, rồi độ rất là nhiều kiểu. Mà Harley Fatboy thì nó là một cái mẫu xe đã được trải dài trong cái dòng lịch sử của Harley rồi, nó có rất rất nhiều option độ xe. Và cái xe này là xe biển số Sài Gòn nha anh em. Anh em chỉ cần đóng thuế lại 1% thôi, rất là đơn giản thủ tục. À, những anh em nào mà thắc mắc thì ví dụ như có giữ được cái biển số này hay không thì không. Nếu anh em mua những cái xe này thì anh em sẽ phải bấm lại biển số mới, hoặc là anh em lấy cái biển số của cái xe mô tô của anh em á, mà đã bán rồi anh em đưa qua ha, chứ không có được giữ lại cái biển xe này giống như là hồi xưa nữa. Đó, thì có một chút xíu nốt lại cho anh em. Rồi, xe màu Midnight Crimson VV Black hai màu, cái thời điểm 2022 ra mắt cái xe này là 859 triệu, lăn bánh đâu đó cũng gần 900 triệu, mà bây giờ chỉ để với cái giá là 669 cho anh em thôi. Thì dĩ nhiên anh em sẽ có thể cảm nhận rằng là cái giá xe đôi lúc nó có thể nhỉnh hơn ở ngoài thị trường, nhưng rất là dễ hiểu vì sao. Đây là xe hiếm, xe lướt và chính hãng Harley Davidson, thì dĩ nhiên anh em mua sự yên tâm và chắc chắn là máy móc và tất cả những cái gì trên xe là gần như hoàn hảo. Thật ra nếu như nói xe này mà chỉ cần rửa lại sạch sẽ xíu, detailing lại chút xíu, vì để lâu ở nhà nó hơi dơ thì chẳng khác gì xe đập thùng. Thật sự là như vậy. Và chia sẻ thiệt với anh em, tất cả những chiếc xe nào mà Harley chính hãng đưa vào, những cái xe lướt, cái đầu vào cực kỳ khó, kiểm tra cực kỳ khó, chứ không phải là những xe nào mà anh em chạy đã ở ngoài đưa vào là được duyệt. Tất cả những cái đầu vào của xe Harley là được kiểm tra qua tới 46, 47 bước trước khi được đưa lên trên video, giống như Thiện đang làm để gửi tới anh em và đăng bài các anh em khác. Cho nên là xe hiện giờ đang có ở Harley Sala quận 2. Nếu anh em thật sự muốn trải nghiệm, muốn xem thử cái màu này thì tốt nhất là nên ghé qua coi. Vì sao? Lên video á, nhiều lúc cái màu nó không có được trực 100%. Anh em phải coi ở ngoài trực tiếp. Chăm nghe không bằng một thấy không bằng một chạy thử. Vẫn có thể hỗ trợ cho anh chạy thử để cảm nhận cái dòng xe này. Và cái màu này á, thật sự ra giống như hồi nãy buổi sáng thì quay thì chụp cho anh em á, thì nó hơi sáng hơn. Bây giờ thì trời thời tiết nó hơi mưa u ám, dạo này mưa nắng mưa thất thường đó, thì cái màu của nó lại đổi khác. Đó là cái đặc điểm hay của những cái xe Harley khi mà cái màu của nó là tru tông. Ok anh em ha. Rồi, xe 669 triệu Fatboy 2022 màu Midnight Crimson, rất đẹp như hình. Nếu anh em thích video này, hãy cho Thiện một like, một subscribe, để lại comment và chia sẻ video này nha. Và liên hệ Thiện qua số điện thoại rất quen thuộc 0902 47 47. Cảm ơn em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau.